Sự đây con người học nghề, hai nơi cho một group đoàn tiết hai đại group mình một tháng group lý. Nếu không hai nơi phong đa group mình chuẩn bị tham gia nên mình bỏ dở nằm bên bộ một riêng con có từng học nghề. Phần tai mình cho tất cả những nơi tham gia nên mình bỏ dở. Và cứ xong số tất cả con có mình tay tha ta con sắp bài đại để tế, xong mắt group sắp bài để thông ra tế. Tỏ, ở đây cho tất cả những nơi tham gia nên mình bỏ dở từng học nghề. Mình riêng tiết đập bí, rút bay và thâu. Xong mắt tham gia bỏ dở thay nơi cứ à trá và đồ prạ, ba nơi tha muôn hưởng dương và đồ prạ. Pi đô la Mỹ rồi có pi lui pi cà bát tê một một đôi chỉ prà ri là bao dương cứ dương mới từ tam tarang là bao dương rồi từ tam tiếp xa này tarang đô prà bao dương to lấy cái krumi tarang tarang ở trong cơ cơ ngọc nia tarang đô prà ban này tha rúp rúp bây giờ bán bồ tê ban này tha rúp bây giờ bán cứ prà pi cà bát tê ban này tha prà pi vì bất tiếp xem xây khi này cứ thì họ thằng Amerik, Australia, Euro, Anh Lê, Thái, nước Việt Nam cứ chia prạ prạ trăm bất tiếp nhiều mũi nhiều mũi hỏi cứ dân mình ta ráng làm bấy thôi cả bắt đầu prạ pi prạ đô la Amerik màu prạ riêng không ai tập ở đây được rú trong mình chạy con mình tới cứ rút pay bán bỏ được tiền miến đô la Amerik đô la Australia nâng euro chỉ lối pound ông lễ bát cứ lối thái đóng cứ lối là bao Việt Nam ta ai lên cứ số công an ta mua đô la Amrik nè mua đô la nè dương vô tập đô dương vô ban này thay dương vô tập đô kí rồi vô tập tiền kí cứ đầm lại là bao đô la Amrik cách chỉ prạ việc mai là bao dương cứ dương tiền cháu ban này thay dương con thằng học nếu giọt lôi mua đờ lá giọt tật đầu chấm giọt tật đầu hàng kỳ hai cái lại kia lúa cứ cái lại kia sai kia lúa cứ kia ai con mua đờ lá mà ta nắng buôn quán mùi rối cái sập riêng ban này tha mua đờ lá lôi mua đờ lá ăn mệt nhỉ mua đờ lá ăn mệt nhỉ cứ đầm lại lôi khmai rồi bao nhiêu mà ta nắng buôn quán mùi rối cái sập riêng mà ta nắng mua đờ lá ăn mệt tỏ nắng cứ phải đại khang tiếp sai cái tinh châu cứ tinh châu tới tinh châu khang kê tỏ lời của tia ho tha kia trong lũ tranh vinh ban này tha con thằng học nia giọt lôi khmái tới tới đôi vô chia đồ lá màu vinh ban này tha con thằng học nia tới cao lôi đồ lá hai giọt lôi lôi khmái tới tinh đồ lá màu vinh ban này tha dương tới chấm nái pi po sâm tốt buôn pon pi rơi rĩa đầm bay bán prạ mua đồ lá Amrik màu vinh con thằng học nia trong ban đầu tiên họ thằng côn trong tầng học này trong tinh đô la Amrik ban này thằng côn giọt lôi ria từ đôi giọt lôi đô la Amrik vinh cứ côn rơi chấm nái buôn quán pi rơi ria ban này thằng cứ côn tinh đô la mà vinh tờ ở đây cho prạ đô la Australia bên mà đóng đòi mua đô la Australia cứ dương giọt từ đô kê ban này thằng cái tinh dương chó dương giọt từ đô kê ban này thằng dương giọt đô la nó như từ lũ ấy kê hái cái tinh châu ban này thằng lại tiếp sai cứ cái tinh cái tinh châu, tớ, ai lấy mua đô la Australia, kết chỉ prạ riêng máy cứ smart tên nắng, bay poan, làm bay rơi và pay riêng, bay poan làm bay rơi và pay riêng, cứ bay poan làm bay rơi và pay riêng, cứ con tàu khnhi yok mua đô la Australia nắng, yok từ đầu kế cứ cái tinh châu, tớ, cứ chấm nai ó, cứ con tua bán prạ mà vẫn cứ bán bay poan làm bay rơi và pay riêng. Và sân mà con trong bàn đô la Australia màu vinh thì họ là con trong tinh đô la Australia dụng màu vinh đòi dụng lưu khai từ tinh đô la Australia màu vinh tập con trời chậm nái bay bốn phạm buôn rồi đảm bay bán đô la Australia màu vinh cứ bay bốn phạm buôn rồi mà tên nắng mua đô la Australia đòi con dụng lưu đòi con dụng prạ riêng bọc mai dưỡng dụng từ tinh chia đô la Australia màu vinh tập lấy cho prạ euro ban này thà rupee bán bao euro cứ rupee bán bao euro cứ lôi euro tạm đòn tờ lấy thì họ tham mua euro còn có thằng học này min lôi mua euro ban này thà cái hai viên thì mua euro cứ min mua euro cứ còn có thằng học này giờ thì lụi kì ban này thà hàng kì này cái tinh châu cái tinh châu năng ban này thà con giọt mua euro nâng giọt tại ở hàng kế hai kế đó chỉ prạ rìa ở hàng con vẫn cứ pram poan pram mua rồi rìa đòi
con dọc 1 euro dọc tới ới kê hay con tự tụa ban prạ riên mà វិញ đặm bay dọc 1 euro ni dọc tới đô đặm bay ban prạ riên mà វិញ cứ 5600 riel cứ con trong 1 euro con tự tụa ban 5600 riel 5600 riel ta prosen mà con chong dọc chong dọc lui khmae របស់យើង lui riel របស់យើង dọc tới đô chi prạ euro វិញ cứ con trơ chmnai 5670 riel ban này tha con dọc chi prạ riel tới tính chi prạ euro mà វិញ ban này tha dương dọc prạ riel tới đô vì prạ euro mà វិញ cứ dương dọc lui riel tới đô vì prạ euro វិញ cứ chmnai 5670 riel ta ឥឡូវចូលទៅប្រាក់ផោននេះម្ដងប្រាក់ផោនរបស់អង់គ្លេសប្រាក់ផោនហ្នឹងបានន័យថា1ផោនគឺតម្លៃឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណរបស់គេគឺផោនតោះឥឡូវផោនអង់គ្លេសបានន័យថាកូនមានប្រាក់1ផោនមានថាមានប្រាក់1ផោនណាកូនយកទៅដូរជាប្រាក់រៀលមកវិញកូនយកលុយ1ផោនហ្នឹងទៅប្ដូរជាប្រាក់រៀលមកវិញគឺកូនទទួលបានប្រាក់រៀល6000327រៀលលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺ20រៀលរៀលនេះគឺមិនមែនជាដុល្លារទេគឺជាប្រភេទរៀលលុយខ្មែរតោះគឺប្រភេទរៀលរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតោះឥឡូវ1ផោនកូនយកលុយ1ផោនហ្នឹងទៅប្ដូរជាប្រាក់រៀលរបស់យើងគឺទៅកូនទទួលបាន6320រៀលតែប្រសិនមកកូនចង់បានជាប្រាក់ផោនមកវិញបានន័យថាកូនយកប្រាក់រៀលរបស់យើងនេះយកលុយប្រាក់រៀលរបស់យើងនេះបានន័យថាលុយកម្ពុជារូបិយប័ណ្ណរបស់កម្ពុជាយើងយកទៅដូចជារូបិយប័ណ្ណរបស់ផោនអង់គ្លេសវិញគឺកូនត្រូវចំណាយ6400រៀលកូនត្រូវចំណាយ6400រៀលដើម្បីបានលុយ1ផោនមកវិញគឺលុយ1ផោនរបស់អង់គ្លេសតោះឥឡូវចូលបន្តទៀតគឺបាទប្រាក់បាទបានន័យថាប្រាក់បាទរបស់ថៃគឺបាទរបស់ថៃបានន័យថានៅប្រទេសថៃគឺគេហៅវាថាបាទរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសថៃគឺហៅថាបាទតោះឥឡូវបាទថៃបានន័យថា1បាទចំនួនរូបិយប័ណ្ណរបស់គេបានន័យថា1បាទហ្នឹងស្មើទៅនឹងកូនយក1បាទយកទៅប្ដូរជាប្រាក់រៀលខ្មែរមកវិញបានន័យថាកូនយក1បាទយកទៅប្ដូរជាប្រាក់រៀលរបស់យើងមកវិញគឺយើងទទួលបាន128រៀលគឺកូនយក1បាទបានថា1បាទហ្នឹងគឺកូនយកទៅប្ដូរជាប្រាក់រៀលមកវិញបានថាកូនលក់ឲ្យគេប៉ុន្តែគេទិញចូលតោះឥឡូវ1បាទស្មើនឹងលុយរៀលគឺយើងគឺ 128.5 រៀលចុចនេះគឺវាចុចរៀលបានថាចុចរៀលអញ្ចឹងគឺវាចំណេញក្បាលកាក់តោះគេហៅវាក្បាលកាក់របស់រៀលរបស់យើងតោះបាទថៃ1បាទគឺកូនយកទៅបដូរជាប្រាក់រៀលរបស់យើងបានន័យថាយកលុយបាទហ្នឹងទៅបដូរជាប្រាក់រៀលរបស់យើងគឺស្មើទៅនឹង128រៀល.5រៀល128.5រៀលតោះប៉ុន្តែបើសិនមកកូនចង់បានលុយបាទមកវិញកូនចង់ទិញលុយបាទមកវិញបានន័យថាកូនយកប្រាក់រៀលទៅទិញជាលុយបាទមកវិញតោះគឺកូនយកប្រាក់រៀលរបស់យើងកូនត្រូវចំណាយ190រៀលបានន័យថាប្រាក់រៀលរបស់យើង190រៀលហ្នឹងកូនចំណាយ190រៀលគឺកូនទទួលបានប្រាក់1បាតមកវិញតោះសំទោសកូនត្រូវសំទោសម្ដងទៀតគឺសំចាំម្ដងទៀតមួយកូនចង់បានលុយបាតមកវិញគឺកូនត្រូវការចំណាយ129រៀលដើម្បីទទួលបានប្រាក់1បាតមកវិញគឺបានន័យថាកូនយកលុយរៀលរបស់យើងយកទៅដូរជាលុយបាតវិញមុនដំបូងកូនយកលុយបាតទៅប្ដូរជាលុយរៀលរបស់យើងយក1បាតទៅប្ដូរជាលុយរៀលរបស់យើងហើយយើងចង់បានលុយបាតមកវិញគឺយើងយកលុយរៀលរបស់យើងទៅប្ដូរជាលុយបាតវិញគឺយើងត្រូវចំណាយ129រៀលតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រាក់វៀតណាមវិញម្ដងបានន័យថាប្រាក់វៀតណាមគឺគេហៅវាថាដុងបានន័យថាដុងលុយរូបិយប័ណ្ណរបស់គេគឺហៅថាដុងតោះដុងវៀតណាមបានន័យថា1ដុងគឺជាប្រាក់រៀលដូចឧទាហរណ៍ថា1ដុល្លារ1ដុល្លារ1យូរ៉ូ1ផោនហ្នឹងគឺបានន័យថា100 1រៀលរបស់យើងអីហ្នឹងតោះឥឡូវ
mũi đông đang tham mũi đông nắng cứ con giọt lôi mũi đông giọt từ đâu chỉ prà ri rồi bỏ dướng giọt lôi mũi đông từ đâu chỉ prà ri rồi bỏ dướng cứ dướng từ tua bán prà ri rồi bỏ dướng bán xôn cho mà thấy pì ri ở ban này tham vi ở đo mà rồi ri rồi bỏ dướng ở đo mà rồi mười rồi ri rồi bỏ dướng thì ban này tham prà rồi bỏ dướng cứ mình tham mười rồi ri tao chẳng mũi đông nâng cứ ọt cứ smile nâng xôn cho mà thấy pì ri ở ban này tham vi ở nơi cầu mười rồi ngay mình tên tao phần tai của thân mà con chọn giọt lôi ria tới tên chỉ lôi đông vĩnh cứ ban này tha con giọt trong ban lôi đông hai con giọt lôi ria là bao dương nắng lôi đục bay ban bao dương nắng cứ dương tới chậm nay sôn cho mà phải bay ria ban này tha sôn cho mà phải bay ria con chậm nay sôn cho mà phải bay ria cứ con được tua ban prạ Việt Nam màu vĩnh cứ ban mũi đông tạ ai lấy cứ xong mình chạy con cơ mình tay cứ trăng lại này cứ ria ria nó mình men chỉ ria đô la mình ria mình men chỉ ria đô la tay cứ trả ria này lúc bây giờ bán bao cam chia bao nhiêu to ấy lấy mấy đứa nó bao lúc cứ cái tay ba mình chấp phần tay môn mình chấp lúc xong mình con từng ác nia rồi lúc mấy đứa cha cha có đôi chim mấy đứa này đến ngày nít hai sông với cái cặp té ở lúc cứ phong ở cuối sân ca tam ngang tôi sân nam biết ô là bao lúc cứ tăng việt nam vừa là mình chấp rồi sân mà con trong ban biết ô thay nên mấy đứa thay sống cho tới cánh Facebook page Sala Mật Đọc Bài Nhà International School nâng YouTube channel Sala Mật Đọc Bài Nhà. Sống ở cuốn, sống trong việc liền.